Alo, gia đình chúng tôi xin trân trọng thông báo. Như vậy đây sẽ là kèo đấu cuối cùng của BB trong ngày hôm nay. Tự nhiên đến thời điểm 8 giờ 13 phút giờ địa phương thì mạng ở quán No 1 đang giật nắc một cách bất thường. Giật do ai? Giật do No 1, có phải không? Chưa chắc. Giật do ai? Giật do Bi rất có thể nhưng vẫn chưa chắc, bởi vì Bi đánh từ chiều đến giờ không giật. Trận chung kết. Và cũng như xin được trân trọng thông báo một tin nữa, đó là kèo đấu AC cũng sẽ chính thức được hủy để cho sếp Bi có cơ hội về nhà và làm lại cuộc đời, về nghỉ ngơi. Cũng như việc thêm một cái việc nữa, đấy là Bi về nhà và cũng như còn bạn đi mừng đám cưới Tôm Cờ Rui. Thế bảo làm đám cưới tổ chức 7 ngày mà. Anh em chú ý, việc chú ý của anh em sẽ được tôi để ý và cũng như chú ý rất nhiều. Nhạc tắt từ đời tám hoánh rồi. Và anh em hãy để ý cái việc mà tôi đang rất không để ý. Đấy là đây sẽ là trận đấu cuối của Bi. Và thêm một việc nữa mà tôi muốn anh em phải để ý cái việc mà anh em chưa để ý. Đó là Idol Bell sẽ ra sân vào lúc 9 giờ 30 phút giờ địa phương. Cũng là giờ địa phương đấy. Bên Trung Quốc hiện tại bây giờ là 9 giờ rồi. Đúng giờ cao điểm. Mạng QQ thời điểm đầu rất mượt, nhưng thời điểm này mỗi ông có cái mặt trời đang bắn một cái tự nhiên lại giật giật, lại giật giật. Thì nó mát ba le. Sau mỗi lần giật thì chúng ta lại nghiên cứu xem nó giật vì ai, giật do đâu, giật như thế nào. Nhưng lần này tôi tin rằng giật là do Bi. Thôi, đang giật giật. Giật nữa đi, giật mạnh lên. Rồi, giật rồi. Giật, giật, giật đi, giật tiếp. Giật đi. Chứ thằng khốn nạn nào bầu quýt nhỉ? Thế đang đánh với quýt cái gì? Tầm này có cái Bi cho tôi và tôi khua cái búa của mình, tôi vẫn có thể ép được đời. Chuẩn như top 1. Bò nhà đúng theo ý tưởng của Bi. Bởi vì tốc độ nó chậm quá. Ông 8888 vừa bảo dẫn tôi đi làm cuốc mà thấy mất hình trên bản đồ rồi. Inbox Facebook bảo mỗi anh 888 đây. Chả thấy nói gì đến chuyện kinh tế cả. Thôi thì ra anh em cưa đôi cũng được đi, nó phải có bạn có bè mới vui. Tôi chỉ sợ Kim Dung thôi, chứ Mỹ Dung tôi không sợ. Mà Mỹ Dung là ai tôi có biết quái đâu. Mỹ Dung sang Trần Duy Hưng thì Nguyễn Khánh Toàn đầy. Mà nó ra cái chuyện mình sợ đấy là chuyện bình thường. Mình tôn trọng thì mình sợ thôi. Chứ còn chẳng may mà mình mà cái một câu võ vẽ nó dở ra nó suốt cho một cái thì xương sườn đứng chết có 6 cái thì gãy đủ 8 cái. Phi đi, phi, tốt lắm, tốt. Rồi tốt, rồi giật mạnh lên, giật đi. Giật quả này là chết con sư tử này, rồi chết luôn. Quân dân còn đầy bình. Hôm qua tôi có thấy một pha đấy là một ông khán giả đánh ở quán về lớp. Một con dân solo, một con dân ra xe solo với hai con sư tử ăn cả đôi con.
mà thậm chí con dân còn đi từ dưới dốc đi lên để còn một trong hai sư tử lao và cắn trước. Đấy chính là ông Luận. Và một tên mà có thể nói rằng siêu may mắn, tên đấy chưa xuất hiện ở khi quay phát, tên đấy chưa xuất hiện ở khi quay phát, từ đi từ dưới dốc đi lên một con sư tử lao vào gặm rồi, con tiếp theo sẽ lao vào tiếp theo, nhưng mà dưới dốc cắn lên có vẻ cái lực cắn của nó nhẹ thì phải. Không, đêm nay em sẽ bình luận trận Liverpool đá đầu với Tottenham ở giải League Cup của nước Anh. Đây không phải cúp FA, nước Anh có mấy giải cơ, FA Cup này, League Cup này, ngoại hạng Anh này. Đây là ba giải thuần túy nhất mà chúng ta ngày được xem. Đặc biệt là cúp FA là một cái cúp có truyền thống lâu đời nhất trên thế giới. Giật lag ảnh hưởng rất nhiều đến thao tác ghép đời các cầu thủ. Vẫn 7-2-3, kích vẫn tròn với 25 dân. Một bài 7-2-3 cộng 1 kích 9-5-5, vẫn được. 25 dân cộng 1 là 26, kích 9-5-5 với kích đờ 2 ở 7-3-3, thế là được. Chưa thấy nhà của Tạ Đình Phong ở đâu, tôi đang nghi ngờ Tạ Đình Phong ở góc 7 giờ từ tầm khoảng 7-8 giờ thì đấy. Tôi đang đoán Tạ Đình Phong ở hai khu vực đấy. Có báo cáo với anh FZ150i, BB Club vẫn cập nhật danh sách phát từng kèo trên YouTube. Và cũng như chúng tôi chỉ cập nhật được khi các game thủ của BB ra sân thi đấu và BB là người quay kèo đối. Video được cập nhật lên YouTube của BB. Như kèo này thì tối hôm nay sẽ có danh sách phát và nó sẽ tự động nhảy từng từng trận một mà anh em không phải ấn vào từng trận để xem. Như ở ngoài trang anh em cũng tự động nó sẽ được nhảy luôn, bởi vì kèo đấu được BB quay và được BB đẩy lên trên kênh YouTube của BB. Rồi, như vậy đây là Tạ Đình Phong. Nhà anh ở góc 6 giờ. Rồi chuẩn rồi, chính xác đấy là Tạ Đình Phong. Chính là Tạ Đình Phong, chính y. Vì khá giật lag và như Bi nó đã thấm mệt rồi. Kéo đấy thể lực. Bi ơi, đánh thì đánh vừa vừa để sức mà lấy vợ nhá, không rồi sau lại thận thiết đấy. Mỗi ngày đánh 5 tiếng, 5-10 tiếng chứ đừng đánh 15-20 tiếng như mọi ngày nữa. Rồi đi đấy. Đi xa, đi rất xa. Rồi lúc đấy mấy căn ở Tham City lại không có ai ở cho. Mà tôi thì ghét ở nhà chung cư sẵn, lúc đấy nó còn cho tôi cũng chả ở. Thôi đồ sơn tôi không đi đâu, tôi chỉ cần cái chỗ nào nó gần gần ở đây thôi. Đồ sơn, sầm sơn vào chả có cái gì. Ra ngồi ở bãi cát một lúc thì buồn thợ chụp ảnh nó ra nó gạ. Rồi có cả bọn dắt con ngựa theo vào đây, ngồi lên con ngựa để chụp ảnh cho nó giống như là phim cao bồi miền Tây.
Nước dừa thì 50.000 một quả. Ngồi ghế thì 20.000 một cái. Quá riêng riêng cái đây đấy, cho anh Hưng mà anh Hà Lê 7, 8, 9, 10 nói đến là bắt đầu thấy ưng cái bụng người kinh rồi đấy. Cảm thấy là cái kèo này là mình chiến được rồi. Ôi, kèo này cân. Tôi dám đứng dậy, tôi ướn ngực, tôi vỗ vai. Các bé bơi hết vào đây cho anh. À rồi, báo cáo anh Giai BB, anh Giai Sít trừ BB báo cáo rằng thành em của anh nó đang đánh rất hay. Nhưng mà vấn đề là anh nói cái chuyện Đồ Sơn nhiều đặc sản. Ô, ngồi bãi cát, có bọn mang con ghẹ đến. Nó cứ giao qua giao lại, giao qua giao lại. Cả tôm cá nữa, bao nhiêu lần rồi. À, Sầm Sơn Thanh Hóa thì có mỗi FLC là còn chơi tạm. Mà xuống dưới đấy thì suốt ngày làm ngủ mới làm ăn. Xong ra ngồi những con thu nhún vài cái, thế là hết kỳ du lịch. Thôi thà mấy kỳ du lịch ở nhà đi kiếm tiền. Làm được 1-2 con lô mỗi con tầm 1.000 điểm. Đấy, được cái lên ông lên bà luôn. Còn thua thì thôi, coi như kỳ du lịch ta không đi, ta ở nhà. Đấy, tiền ta làm được, ta chơi. Năm A đều gặp Tạ Đình Phong rồi. Phong lên đời có vẻ là trong lúc giật, Phong lên đời rất muộn. Khi mà Phong giật, Phong lên muộn lắm. Vâng, Phong này không biết là Tạ Đình Phong hay là Thượng Mã Phong đây. Thượng Mã Phong thì cho gặp ngay Thượng Mã Bi. Bi ơi, hình như sát mép bản đồ trên 12 giờ còn hở không đi bo đi. Check trong có calavat à? À kín rồi. Kín. Check nhanh. Vậy tôi đấu quân đầu tiên của cả hai game thủ. Mỗi người đã chết một con quân, như vậy là 2-1 dành cho Bi rồi. 3-1 dành cho Bi, 4-1 dành cho Bi, quá tuyệt vời luôn. Bi đã dồn quân là rất gắt, 5-1 dành cho Bi. 5-2, à chưa 5-2, 6-1 dành cho Bi. Rồi, 5-2 rồi. 7-2, rồi không đếm được nữa rồi, 8, rồi 9, rồi tốt lắm, rồi. Vâng, hình như Thượng Mã Phong, à nhầm, à, Tạ Đình Phong và Châu Dịch Tấn có cái thói quen nên là dẫn trước người khác tầm khoảng 3-0 hoặc 4-0. Nếu như ở trạm 5 thì là dẫn trước 4-0 và do đấy để cho bật ngược, nghĩa là 5-4 thì phải. Đấy. Giống như kiểu thi đấu mạnh mẽ ở tân đầu, đến cái tân cuối là mệt và làm ra thở. Chết hết cung rò là cho Phong rồi, tuyệt vời, cố lên sếp ơi. Come on baby, come on. Lưu Bị bình luận là hay thế. Tôi thấy Lưu Bị bình luận đối phương sắp thua là come on ăn 5 rồi. Vâng, gia đình chúng tôi xin chân thành vô cùng thương tiếc và báo tin kèo đấu của chúng ta đã nghỉ về kết thúc với tỷ số là 4-3 nghiêng về Nguyễn Văn Hùng, tức danh thủ Hoàng Xuân Bi. Một ngày thi đấu thành công dành cho Bi khi mà em giành chiến thắng ở cả hai thể loại. Và hiện tại chúng ta sẽ giải tán và chờ đợi, vâng, và cố nghệ sĩ nhân dân Trần Beo ra sân vào lúc 9:30. Thank you very much. See you again.